Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm gửi đến quý vị câu chuyện về nụ cười và sức khỏe do Facebooker Nguyễn Thị Châu đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 3 tháng 1 năm 2022. Mời quý vị cùng chia sẻ. Nụ cười và sức khỏe Cười là liều thuốc bổ tim. Cười tốt cho tim mạch, cười có thể tăng cường lưu lượng máu cho tim, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm thiểu triệu chứng về tim mạch. Cười là phương thuốc không có tác dụng phụ. Cười là phương thuốc giảm đau tự nhiên nhất, ít có tác dụng phụ nhất. Khi ta cười, trạng thái tuần hoàn của hoạt động hô hấp, nhịp tim và phổi sẽ khiến cho đau thương khỏi nhanh hơn. Còn có thể điều tiết hệ thống thần kinh, làm giảm độ nhạy cảm của các cảm giác đau. Cười có thể làm mạnh khả năng miễn dịch rất nhiều người lớn tuổi sống thọ đều là những người sống vui vẻ. Người hay cười lạc quan, độ lượng, nguy cơ, mắc viêm nhiễm giảm thấp, thọ mệnh càng dài. Cơ thể người là một loại tế bào miễn dịch gọi là tế bào ti, cũng được gọi là tế bào vui vẻ khi ta cười lớn có thể kích thích tế bào thi sản sinh và phân tách, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch. Thứ tư, cười là thuốc giảm béo miễn phí. cười nhiều còn có thể tiêu hao calo, trợ giảm, trợ giúp giảm cân. cười có thể thúc đẩy tuần hoàn máu. Nghiên cứu của Đại học Texas Mỹ cho biết những người cười tự nhiên khi xem hài kịch hoặc người bình thường trong cuộc sống cũng hay cười, khi cười khúc kích tốc độ tuần hoàn máu có thể tăng 21% đồng thời hiệu quả có thể kéo dài 24 tiếng đồng hồ. Còn khi họ xem những phim có tính nghiêm túc, tốc độ tuôn hăng máu có thể sẽ giảm 18% so với bình thường. Cười lớn là phương thuốc làm sạch phổi. Cười lớn có lợi cho hô hấp, nó có thể khiến phổi nở ra, cơ ngực hưng phấn, cơ hoành căng ra, giúp vận động hô hấp sâu hơn. Ngoài ra còn có thể làm sạch đường hô hấp. Mỗi ngày cười một lần sẽ làm cho cơ hoành nhu động khoảng 18 lần. Khi một người cười khoan khoái có thể hít vào cơ thể nhiều khí oxy hơn và oxy theo máu đi khắp cơ thể, khiến cho mỗi tế bào và cơ thể đều có thể tiếp nhận oxy đầy đủ. Cười còn có thể bảo vệ trí nhớ. Nhà nghiên cứu đại học Loma Linda Mỹ phát hiện mỉm cười có thể làm giảm lượng cortisol, một loại hormone chống stress, không chỉ có thể giảm huyết áp, còn có thể giảm nhẹ sự tổn thương của cortisol đối với các neuron trong vùng hippocampus, giảm thiểu sự tổn thương đối với trí nhỏ. Cười là phương thuốc giảm áp lực. Cười có thể giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, tăng sự tự tin. Người hay cười sẽ hạnh phúc hơn, hay cười sẽ làm cho bạn có được nhiều cảm giác hạnh phúc hơn. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy giữa nét mặt mỉm cười và hạnh phúc trong tâm là có tác dụng qua lại. Người cười xuất phát từ nội tâm có thể khiến người ta vui vẻ hạnh phúc. Vì vậy, hãy nhanh chóng mang đến niềm vui đến cho mình và người khác. Vì một thế giới thêm tươi đẹp, vì một trái tim muốn bừa lộ niềm vui, hãy cười lên nào.